Thưa quý vị, năm 2022 được Thành ủy Đà Nẵng xác định chủ đề là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, thành phố sẽ triển khai đồng loạt các nhóm giải pháp, trong đó thì có các giải pháp về thu hút đầu tư. Đặc biệt, thành phố sẽ rà soát, đánh giá kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trên cơ sở đó điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tiếp tục khơi thông nguồn lực, kêu gọi thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế trọng điểm. Theo các chuyên gia kinh tế, để đạt được tốc độ phát triển nhanh và bền vững xứng tầm, thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh hậu Covid-19, trong đó phải tiếp tục giữ vững và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Phải giành được cái sự tín nhiệm của doanh nghiệp, mà trong đó đặc biệt là những cái doanh nghiệp lớn. Đấy, cho nên là tôi muốn nói rằng đấy, cái việc mà giữ vững cái ngôi vị cao của Đà Nẵng trong cái PCI ấy, có thể coi là cái yếu tố chủ chốt và xuyên suốt bảo đảm cho sự phát triển vượt bậc và trường kỳ. Hiện Đà Nẵng đang có ưu thế về nguồn nhân lực chất lượng cao ở lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ cao. Xác định công nghiệp công nghệ cao là một trong ba trụ cột chính để phát triển thành phố trong tương lai. Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai đưa thêm nhiều giải pháp để trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Thành phố sẽ ưu tiên nguồn vốn cũng như là nguồn lực để tập trung phát triển khu công nghệ cao, và trong đó có việc đổi mới, sáng tạo gắn với các cái hoạt động như là ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu phát triển và đào tạo công nghệ cao. Năm 2022, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc thông qua các tổ chức diễn đàn, hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến với các thị trường trọng điểm và các quốc gia đang có chính sách chuyển dịch dòng vốn đầu tư, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Những cái kiến nghị mà thuộc thẩm quyền của Trung ương thì chúng tôi sẽ tổng hợp và báo cáo đề xuất của Trung ương, còn những cái chính sách, những cái đề xuất mà nó thuộc về trách nhiệm của Ủy ban thành phố thì chúng tôi cũng sẽ xem xét, giải quyết kịp thời. Có mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp sớm vượt qua những khó khăn để mà phục hồi và phát triển. Nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, xã hội trong bối cảnh đại dịch, hiện thành phố Đà Nẵng đang tập trung hoàn thiện các quy hoạch, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung đầu tư phát huy vai trò là thành phố động lực trong hành lang kinh tế chung của miền Trung Tây Nguyên, là điểm đến và điểm sáng trong thu hút đầu tư.